sao yếu. Chị phải nhớ em là cái đứa mà chị đánh rớt từ hồi The Voice mùa đầu tiên. Trời ơi, lâu quá mới gặp chị. Chị khỏe không? Khỏe. Chị gái em không? Chị gái em không? Lan sao yếu. Nhớ là sao? Mà chị nhớ em không? Nhớ yêu thương á hả? Hả? Nhớ yêu thương. Nhớ yêu thương nói làm gì chị sao yêu thương em được? Nhớ mặt hả? Chị phải nhớ em là cái đứa mà chị đánh rớt từ hồi The Voice mùa đầu tiên. Đứa mà chị đánh rớt hồi The Voice mùa đầu tiên. Vậy vậy chứ, nó đi làm nhạc sĩ là đúng rồi. Không hề, trời, lúc đó chị khen em dở nhưng mà mấy năm sau chị kêu trời nhạc sĩ gì hát hay. À, chị chê em dở nhưng mà mấy năm sau chị khen nhạc sĩ gì hát hay quá vậy. Nếu phải nên nhớ như là nếu mà ở vị trí của nhạc sĩ á, là hát hay. Mà The Voice là chỉ focus vô The Voice thôi, hiểu không? Hai cái đó khác nhau. Thôi em không chấp nhận vậy. Trái tim của em rất đau. Bây giờ em còn thù chị dữ lắm. Nếu mà lúc đó mà hả em gặp người khác chắc chờ em được đứng thi The Hero rồi. Sao em thử mùa 2 đi. Thôi giờ em già quá, giờ em già quá chương trình không cho. Chứ không bây giờ là già cả, 65 tuổi vẫn được thi The Voice. 65 tuổi vẫn được thi The Voice nhưng mà không được đậu thôi. Nhưng mà chị không làm thôi, em thử vô. Nhạc mắc quá, một bài 3-4-50 triệu mất tiền làm. Tùy bài. Ví dụ như bài nào mà nó lồng lộn thì 50, còn bài nào mà xạo xạo thì 30. Ba chắc năm chắc đồ thì 30, còn ví dụ như 10 chắc 15 chắc thì 50, đúng không Vũ? Ừ. Ủa giờ làm nhà tính theo chắc. Ai mà mới debut làm ca sĩ á, đừng có đặt bài của Vũ, tại vì á nhiều khi đặt xong á là cái sự nghiệp nó hết luôn, chưa có bài. Đặt bài Vũ là phải trừ hao, ví dụ như 6 tháng thì phải trừ hao thành 1 năm. 1 năm thì chứ phải trừ hao thành 2 năm. Bà anh có rẻ hơn Vũ không hả? Anh ngại về vấn đề tiền bạc lắm, nói chung là anh sao cũng được, miễn ca sĩ vui lành hài lòng. Smart TV Casper, trang cảm xúc vượt giới hạn, hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Đón xem chương trình Thân Tượng Đối Thân Tượng phiên bản Idol Cam phát sóng lúc 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên VTV3 và phát lại lúc 20:30 trên kênh YouTube Viva Network, bắt đầu từ ngày 19 tháng 11 năm 2022.